Xin chào tất cả quý vị, chúng ta đã quay trở lại với chương trình 12 con giáp. Chương trình đặc biệt chào xuân Nhâm Dần 2022 được phát sóng trên đài phát thanh và truyền hình Đắk Nông. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về con giáp xếp thứ 7 trong 12 con giáp, tuổi Ngọ. Và chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ khách mời có tuổi Ngọ của chúng ta ngày hôm nay. Đó chính là thầy giáo 9X Nguyễn Thái Dương. Xin chào thầy giáo Nguyễn Thái Dương. Xin chào Hồng Loan và xin chào tất cả quý vị khán giả của chương trình 12 con giáp. Xin chào thầy Thái Dương và cảm ơn anh rất là nhiều vì ngày hôm nay đã đồng ý tham gia chương trình. Và chúng ta sẽ gặp gỡ khách mời thứ hai cũng là một người rất quen thuộc với chúng ta, một người không thể thiếu trong chương trình, nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Hữu Hồng Kỳ. Xin chào thầy Hồng Kỳ. Xin chào Hồng Loan, xin chào khán giả đang xem chương trình ngày hôm nay. Vậy là tính ra hôm nay là Hồng Loan được ngồi kế hai thầy. Nhưng mà ở đây là có một cái nguồn năng lượng rất là vui, rất là tích cực trong chương trình ngày hôm nay. Vừa mới mở đầu thôi, chúng ta nhìn thấy thầy Thái Dương là chúng ta sẽ nhớ ngay đến những cái clip TikTok rất là nổi tiếng của thầy Thái Dương chia sẻ về cách học tiếng Anh. Không biết là trong năm mới này thì cái lịch trình của anh thì có những cái bận rộn nhiều không? Cảm ơn em. Phải nói là rất là bận rộn bởi vì cái nghiệp của mình trong cái sự nghiệp giảng dạy á, nó vẫn còn rất là lớn, giống như là mình mắc nợ học trò đấy em, cho nên là mình phải luôn luôn mình trả nợ. Nhưng mà bình thường mình trả nợ mình không có vui đúng không, nhưng mà anh trả nợ cho học trò anh rất là vui. Anh luôn luôn đau đáu cái việc là phải làm thêm nhiều bài học, phải làm thêm nhiều cái clip để cho học trò của anh có cái để coi vào những ngày Tết, cho nên là khá là bận rộn. Trời, anh Thái Dương, anh vừa mới nói là em nghe tiếng vó ngựa phi đùng 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 đùng, có nghĩa là một nguồn năng lượng rất là sôi động, sôi nổi. Đó có phải là tính cách chung chung của người tuổi Ngọ không thầy? Thực ra hiện giờ là cái tên Thái Dương thôi, làm chúng ta thấy là hả, đùng đùng ào ào, giống như là một nguồn năng lượng vô tận vậy đó. Bởi vì Thái Dương chính là mặt trời. Dạ. Mặt trời. Mà thật ra chữ Ngọ đi thì cũng chính là mặt trời. Ngọ chính là hỏa. Ngọ chính là dương hỏa, chính là mặt trời. Chỉ có cái tên thôi. Rồi là tâm tưởng sự thành, từ cái tên, từ cái suy nghĩ nó tạo ra tính cách mình. Và lời nói của anh là quyết liệt, nhanh nhẹn, dứt khoát. Ủa thầy, thầy nãy thầy nói là Ngọ là mặt trời, làm cho em liên tưởng tới cái chuyện mà ra đồng giữa Ngọ, tức là giữa trưa nắng đó hả thầy? Có liên quan? Không phải, không liên quan gì hết á. Thật ra tất cả kinh thành của ở Việt Nam hay là ở tất cả các quốc gia ở Đông Nam Á hoặc châu Á thì các cửa kinh thành đều nằm ở chính Ngọ, cửa Ngọ môn. Nghe nói, cửa dạ đúng rồi, đúng rồi. Đó chính là ở hướng Nam. Ở trong Tiên Thiên Bát Quái thì người ta là cung càn tượng trưng cho trời, còn ở Hậu Thiên Bát Quái thì tượng trưng cho cung ly là mặt trời. Có nghĩa là tất cả những vị vua đều nhìn về hướng trời hết đó, bởi vì thiên tử chính là con trời. Mà mình vô tình mình đặt tên là trời Thái Dương. Trời ơi, rất là chính xác. Khi mình là mặt trời rồi thì ai cũng nhìn thấy mình. Mà đặc biệt trong ngành mình giáo dục, mình đã giảng dạy thì người ta đi theo mặt trời, người ta đi theo mặt trời, không phải mặt trời đi theo họ. Vậy thì trong văn hóa của Việt Nam mình và trong văn hóa Á Đông á thầy, thì con ngọ là con ngựa thì nó sẽ có những cái ý nghĩa gì thầy? Chắc các bạn ai cũng coi câu chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh đúng không? Dạ. Thì voi chín ngà, gà chín cửa, ngựa chín hồng mao. Thì tại sao không chọn con vật khác mà chọn con ngựa? Bởi vì con ngựa tượng trưng cho lòng trung thành. Bởi vì con ngựa không có biết đi lùi, nó chỉ biết đi thẳng thôi, quẹo trái, quẹo phải thôi, chứ không bao giờ đi lùi. Đi lùi nó sẽ ngã. Và trong các câu chuyện lịch sử đều nói về con ngựa. Còn chúng ta nói, ồ con chó mới là lòng trung thành, đó chính là phương Tây, còn phương Đông chính là con ngựa gắn liền. Ồ là sao anh? Ồ là đúng không anh? Anh thấy rất là tâm đắc luôn á. Những cái này á, anh lần đầu nghe. Mình đã thấy con ngựa từ nhỏ nhưng mà chưa bao giờ biết là trung thành. Trời sướng quá em. Tự hào đúng tự không? Tự hào lắm em. Tại vì đâu phải dễ mà có được một cái đức tính đó đâu thầy. Cho nên rất là tự hào, cho nên anh ồ. Nhưng mà có bao giờ mà những người mang tuổi Ngọ như anh á bị người ta trêu ghẹo cái câu gì đó chưa? Những người mang tuổi Ngọ như anh thì anh không biết, nhưng mà anh thì bị rồi. Dạ. Người ta nhìn vô anh, người ta thấy anh màu mè chạy chuốt, người ta nói ừ mày tuổi ngựa, hèn chi mày ngựa. Cho nên là hôm nay nhân có thầy ở đây, em rất là muốn thầy giải oan cho con ngựa là tại sao người ta lại gán hình ảnh của những người chạy chuốt với lại hình ảnh con ngựa, mà tệ hơn là trước cái chữ ngựa còn thêm một cái chữ nữa mà em không có thiện nói ở trên sóng ở đây. Thầy có thể chỉ cho em được không? Thật ra khi mà tôi giải thích các bạn cũng ngã ngựa luôn. Quá luôn vì cái tôi giải thích. Thật ra trong văn hóa phương Đông á thì Ngọ thuộc khí hỏa, mà khí hỏa chính là lửa. Lửa tượng trưng cho tình yêu ấm áp và đôi mắt, và tượng trưng cho cái đẹp. Cái đẹp nha. Có phải là mình nhỏ đó ngựa quá không? Anh nói ngựa có nghĩa là mình đang làm đẹp đúng không? Dạ. Mình đang bóng bẩy không? Người ta nói đó là ngựa. Chỉ qua đó chính là khí hỏa thôi. Đó, mình đang làm đẹp thì người ta nói là ngựa.
Thông thường thì trong dân gian của mình, Hồng Loan thấy là quan sát là ông bà của mình làm cái gì thì cũng sẽ có lý do. Vậy thì tại sao họ lại đưa hình ảnh con ngựa vào trong 12 con giáp vậy thầy? Thật ra phương tiện người xưa ở trên bờ thì đi ngựa, mà ở dưới thì đi sông. Đặc biệt là từ 11 giờ tới 1 giờ trưa đó, thì người ta thấy con ngựa không được hoạt động quá sức, người ta cho ngựa nghỉ ngơi. Nên thấy con ngựa nghỉ ngơi vậy, người ta mới nói đó chính là giờ ngọ. Và giờ ngọ là bởi vì mặt trời lên đỉnh và nắng nhất nên con người ta sẽ mệt mỏi nhất, và người ta muốn giữ sức khỏe cho con ngựa. Cái điều thứ hai á, giờ hỏi em nha. Dạ. Nó có đặc điểm gì mà những con vật khác không có? Đặc tính của con ngựa đầu tiên như thầy nói, nó là luôn đi tẳng, không đi lùi. Cho nên rất là trung thành. Thứ hai nữa, em được biết nha, con ngựa ngủ đứng. Tại vì em là học ngành sinh, cho nên là em thường được biết là con ngựa không bao giờ ngủ nằm. Nó luôn luôn đứng, ngủ cũng phải đứng, để lỡ có sư tử hay là có gì đó dí thì nó sẵn sàng nó chạy. Rồi thứ ba đó thì ngựa sống bầy đàn, có tập tính rất là đoàn kết, rất là cao, cho tới nỗi mà ông bà ta có cái câu là một con ngựa đau là cả tàu ngựa bỏ cỏ đó. Thì em chỉ biết có vậy thôi. Thật ra anh này trả lời đúng nhưng mà hơi dư. Tại vì bầy đàn thì con nhiều, con nó sống bầy đàn lắm. Dạ. Nhưng ngủ đứng thì con ngựa. Nhưng mà đặc biệt á là con ngựa đó gọi là thẳng như ruột ngựa. Và người ta quan niệm là người tuổi ngựa là rất là thẳng thắn, là ruột để ngoài da. Nên do đó là sao người ta mới thấy như vậy, người ta dùng con ngựa để làm vật 12 con giáp. Hồng Loan thấy là có một cái điểm đặc biệt nữa của thầy giáo chính X Nguyễn Thái Dương là Hồng Loan cũng là một fan của thầy trên TikTok. Nên là hồi năm ngoái thì em thấy là giống như là một cái bùng nổ của anh khi mà anh tìm được một cái nơi mà để mình tỏa sáng hơn nữa. Thì có phải là trong suốt cái quá trình mà một người mà tuổi ngọ phát triển sẽ tới một cái thời điểm nhất định thì họ sẽ có thể là tận dụng tốt được tất cả những cái ưu thế của mình không? Những năm trước của anh thì sao? Tỏa sáng thì ai cũng muốn thôi Loan. Ai cũng sẽ muốn mình được công nhận, thật ra đó là một cái sự ghi nhận. Và tỏa sáng thực ra là mình được nhiều người ghi nhận. Thì anh nghĩ là không nhất thiết phải tuổi ngọ đâu, mà tất cả mọi người đều muốn được như vậy. Tới bây giờ á, anh vẫn cảm thấy những cái đó nó rất tình cờ, và nó rất là ngẫu nhiên, nó rất là may mắn. Cho nên lát nữa có gì thầy giúp cho em, để em có cái công thức để mà em cứ... Có công thức. Dạ. Chứ Loan hỏi là đến một thời điểm nào đó thì nó như vậy, thực ra nó rất là ngẫu nhiên đó Loan. Dạ. Thì thực ra những cái bài hát đó thì anh cũng đã làm trước đó rồi. Bây giờ mình làm ngắn lại thôi, tại vì cái tính chất của TikTok là nó phải làm những cái video ngắn. Thì chắc lúc đó chưa có nhiều người làm, cho nên là người ta đẩy mình lên xu hướng. Rồi thế là nhiều người biết. Nhưng mà sau này thì mình nhiều người làm quá rồi, mình dí theo không kịp, là lúc đó là mình hết hot rồi. Cho nên là mọi thứ nó rất là tình cờ đó Hồng Loan. Một người rất là khiêm tốn đúng không thầy? Nhưng mà có cái này nè, là các bạn của em, những người cùng trang lứa của em, và đặc biệt là các bạn nữ, thì người ta nói rằng cái tuổi ngọ mà là canh ngọ đó rất là khổ. Và em nhìn xung quanh em thấy cũng không có sướng lắm. Vậy thì không biết nó có đúng không thầy? Thật ra chữ canh á, chữ canh nó tượng trưng cho khí kim. Dạ. Mà ngọ là hỏa, mà hỏa khắc kim. Thì khắc ngược lên đó, thì địa chi khắc cho thiên can. Thì có một việc là con người lại luôn luôn gắn liền với trời, bởi vì thiên nhân hợp nhất. Dạ. Nên do đó mà khi khắc như vậy rồi thì chúng ta sẽ bị một việc là chúng ta có cố gắng không? Có một số người cố gắng vượt qua cái sự chịu đựng của mình, vượt qua cái sự mong đợi của mình và đạt được cái điểm mà mình cầu mong. Còn một số người đi mới nửa chừng thôi, ta chịu không nổi, cái ta rơi xuống điểm khởi đầu. Mà chữ canh là sự quyết liệt. Người ta nói là trong cái canh cô mộc quả, có nghĩa là chữ canh là cô độc, con mình nó này kia, cô đơn. Bởi vì sao? Họ cố gắng rất là nhiều, nhưng chỉ cần vượt qua điều đó thì cái điều tốt đẹp đang đợi họ phía trước. Còn nếu mà đi nửa chừng, mình không có passion, không có sự cố gắng, không có kiên nhẫn, thì nó sẽ rơi lại phía sau, chứ mình cảm thấy cô đơn. Ví dụ như anh ta cũng chữ canh đi đó, nhưng mà đang sáng chân. Bởi vì sao? Anh vượt qua được giai đoạn đó. Vậy thì đâu là những tính cách mà bản thân anh cảm thấy thích ở người tuổi ngọ, và đặc biệt là bản thân của mình? Anh cảm thấy tính cách của mình như thế nào mà anh thích á, thì anh thấy anh vô cùng tâm đắc cái chữ mà nãy thầy nói là cái chữ từ bi. Cái này mình không có phải vỗ ngực mình xưng là mình là từ bi, không phải vậy. Nhưng mà anh để ý anh thấy là mình hay chịu thiệt về mình lắm. Ví dụ như mà có cái tranh chấp gì xảy ra đó, ok thôi, ok, bạn muốn vậy thì bạn cứ vậy đi. Nếu mà mình không thích cái mối quan hệ đó thì coi như đó là lần cuối cùng, mình cho đi và vậy rồi thôi. Tức là mình không mắc nợ ai hết, chỉ có người ta mắc nợ mình thôi. Rồi kể cả học trò cũng vậy nữa. Hồi nãy ở đầu chương trình anh có nói là anh mắc nợ học trò đó, là anh luôn cảm thấy là mình sẽ muốn cho và không có muốn nhận lại gì cả.
Cho nên Hồng Loan chỉ thấy những lúc mà anh hợp thời, anh được gọi là tỏa sáng. Nhưng mà còn những lúc anh ở trong tối, Hồng Loan không có thấy được. Nhưng mà anh cũng cảm thấy rất là bình thường. Ok, thì có nghĩa là mình làm cái nội dung này người ta không thích, hay là không phù hợp, hay là như thế nào đó, thì thôi mình cứ cho đi, mình không có gì phải hối tiếc hết. Thì cái chữ từ bi và cái chữ gọi là hỷ xả đó đó, là cái mà anh cảm thấy mình cũng có một chút xíu ở đó. Thì không biết là người tuổi ngọ có phải như vậy hay không. Trước mắt là vậy đi thầy ha. Thật ra như thế này nè, anh ảnh sinh vào mùa xuân, mùa xuân mà mùa xuân thuộc năng lượng mộc, vạn vật sinh sôi nảy nở. Do rằng chúng ta sinh vào mùa xuân thì năng lượng mộc rất là nhiều, mà năng lượng mộc á tượng trưng cho sự giáo dục, lòng từ bi. Bởi vì trong ngũ hành chỉ có mộc có sự sống thôi, mà nếu mà con người muốn tồn tại thì phải có sự từ bi, hỷ xả. Và ảnh hay nhận trách nhiệm, có nghĩa là ảnh hơi muốn bị perfect á, muốn cái gì nó mau hoàn thiện. Nobody perfect, đúng không? Dạ, dạ. Không có cái gì gọi là hoàn thiện, không có ai mà hoàn hảo hết á. Cũng có những mặt trái. Mặt trái của ảnh hôm nay lỡ là tôi hả đưa cho mọi người thấy được. Còn ảnh đó nó không phải thì có thể là ảnh hai ở bên dưới. Đó là chính gì? Ảnh tự buồn không ạ? Gọi là sao? Gọi là hả? Không ai làm gì đó. Do cái chuyện đó mình làm ra mình cứ nghĩ sâu xa quá, mình không biết rằng ủa cái chuyện đó là chắc là mình không đúng. Rồi người ta không có thương mình nữa. Rồi mình làm gì sao tự nhiên nó nhìn mình kỳ kỳ nhá. Chắc là hôm nay là mình nói cái gì không đúng lắm nha. Nhưng thật ra do năng lượng mình nó tạo ra thôi. Đặc biệt là vào tháng 5 âm lịch. Nhớ tháng đó nha. Gọi là tự hình. Là tự mình buộc hình chứ là hình phạt. Mình tạo cái hình phạt đó. Tự mình tạo cái áp lực đó. Bây giờ là anh hết giấu rồi, anh thừa nhận. Thừa nhận là như vậy, đúng rồi. Trong nhiều mối quan hệ lắm thầy, không chỉ có những người xung quanh đâu, mà có cả học trò nè, bạn bè nè, vợ nè, ba mẹ, rất là nhiều. Mình toàn nghĩ không, người ta không có nói ra, người ta không thể nói ra, nhưng mà mình nghĩ là như vậy, xong cái mình tự buồn, mình tự dằn vặt, mình tự này tự kia đó, thì vậy nó rất là khổ. Vậy có cách nào không thầy? Thật ra là tâm tưởng sự thành, mình tự ám thị mình thôi. Hôm nay mình nói chuyện để gì, thôi mình show ra, mình chia sẻ, rồi mình sẽ cố gắng mình nói cái này là không phải nha, chắc mình tự suy nghĩ thôi. Trong thuyết tam tài thiên địa nhân thì nhân khí chỉ là quan trọng, chỉ là bản thân chúng ta cố gắng, chúng ta chuyển hóa một việc đó, mình nghĩ rằng nó to tát ồn ào, nhưng chúng ta nghĩ cái chuyện đó nhỏ không có gì thì nó sẽ nhẹ nhàng. Rồi, xin được cảm ơn thầy rất là nhiều và cảm ơn những chia sẻ rất là chân thành vừa rồi của anh Thái Dương. Ngoài ra thì có một phần nữa, đó là để giải đáp cho quý vị khán giả biết về năm sau của những con giáp sẽ như thế nào. Không biết là bình thường á, anh Thái Dương có thói quen là cứ đầu năm là mình sẽ suy nghĩ rồi nè, ủa bây giờ mình có nên tìm hiểu xem năm sau mình như thế nào không? Rất có luôn. Em biết không, là chúng ta luôn muốn một số thứ ở trong cuộc sống. Em muốn cái này, em muốn cái kia, muốn cái nọ. Thì mình chưa có thì mình sẽ đau đáu về nó để có. Mình có rồi thì mình sợ mất. Mình đau đáu làm sao để giữ vững cái đó. Nó là như vậy. Rồi mình mất rồi thì mình làm sao để có lại. Nói chung chúng ta đều luôn nhìn vào năm mới với những cái hy vọng, những cái này kia. Thật sự anh cũng bị ảnh hưởng bởi những cái câu kiểu như là không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời, kiểu vậy đó. Hay là cuộc đời của mình sẽ có những cái năm tam tai, tức là tới cái năm đó là chắc chắn sẽ bị cái này cái kia, không bị tai nạn nhẹ thì sẽ bị tai nạn to, thì mình cũng sẽ lo lắng. Rồi hay là có những cái tuổi thì nó sẽ như vậy, thì mình nhìn vào năm mới mình sẽ cảm thấy hy vọng hoặc sợ. Dạ đúng rồi đó, là sợ chết rồi. Hôm nay là có thầy Kỳ, mà phong cách của thầy Hồng Kỳ đó là không có nói những cái chuyện tiêu cực. Dạ. Bởi vì thay vì chúng ta nhìn vào những điểm tiêu cực thì chúng ta nên biết những cái điểm tích cực trong năm mới của mình để từ đó mình phấn đấu. Dạ. Xin mời thầy. Ví dụ năm nay năm Dần, tuổi Ngọ, Dần Ngọ Tuất tam hợp hỏa. Mà đối với anh này là hỏa, là hỏa chính là entertainment, là giải trí. Trong cơ thể mình hỏa chính là trái tim và đôi mắt. Nên là hỏa tượng cái tình yêu. Do đó là sao? Mình là đem tình yêu tới cho mọi người. Tình yêu đây không phải là tình yêu trai gái không, mà tình yêu giữa con người. Trời, hết hồn. Thầy nói em có nhiều tình yêu cái em cảm thấy không phải. Rồi hết ra mình đem trái tim mình cho mọi người, mình chia sẻ những kiến thức của mình. Nên do đó là sao? Năm nay là một năm nó tạo ra năng lượng hỏa rất là nhiều. Đối với lại người tuổi Ngọ, chỉ có một việc là chẳng hạn là tháng 12 âm lịch đó, thì mình cẩn thận chút xíu thôi. Mình cẩn thận trong ngôn từ của mình. Mình sinh vào mùa xuân thì mộc vượng, đúng không?
nên cẩn thận vào tháng Tý. Bởi vì thì Tý với Ngọ là xung với nhau. Tý người ta gọi là dương thủy, Ngọ gọi là dương hỏa. Hai dấu dương nó đẩy ra, thủy hỏa nó khắc nhau. Nên do đó là tháng đó mình sẽ cảm thấy là không được thoải mái. Cái đó tháng Giêng phải không thầy? Tháng Tý là tháng Giêng hả thầy? Tháng Tý là tháng 11 âm lịch. Tháng Tý, tháng 11, tháng Dần là tháng Giêng âm lịch. Đó, bây giờ anh cũng đã nghe thầy bật mí sơ sơ là năm sau có vẻ rất là khả quan đó. Vậy thì anh có dự định gì không? Bởi vì thầy đã nói là về trái tim và về giải trí thì chắc là anh sẽ phải cố gắng để mà làm nhiều cái nội dung giải trí nhưng vẫn mang tính giáo dục. Tại vì đó là mình mà. Chứ mình không có theo ngành giải trí đơn thuần được. Vậy thì cảm ơn thầy, em biết em phải làm cái gì rồi. Em phải thêm nhiều yếu tố giải trí vô trong những cái sản phẩm giáo dục của mình. Năm sau là mình đưa vào, mình sẽ thành công. Và điều quan trọng nhất là sao? Mình hãy nhìn tích cực. Điều đó quan trọng. Bởi vì ví dụ chẳng hạn hồi nãy Dương có chia sẻ với thầy là tam tai rồi sợ đầu năm coi. Thật ra sao? Mình đừng bao giờ suy nghĩ tiêu cực hết á. Bây giờ buổi sáng mà mình suy nghĩ tiêu cực thì cả ngày nó tiêu cực. Nếu buổi sáng mình nghĩ tích cực thì cả ngày nó tích cực. Đó là do sự chọn lựa. Mình chọn tích cực hay tiêu cực. Nên do đó mình không thấy là ngày đầu năm ông bà ta kêu khuyên rằng nói lời ái ngữ, nói những điều tốt đẹp, tránh những lời nói gỡ. Tại sao? Bởi vì muốn cả một năm được may mắn và cát tường. Xin được cảm ơn những chia sẻ rất là hữu ích vừa rồi của thầy Hồng Kỳ. Thưa quý vị, bình thường thì Dương đi đâu cũng xách theo người bạn của Dương, đó là cây đàn. Nhưng mà bởi vì hôm nay là ngày đầu năm mới, mình muốn cho nó có cái gì nó khác một chút xíu. Với lại cây đàn của mình là đàn guitar các bạn, và cây đàn guitar thì thường nó gắn với những cái tâm trạng buồn và nó hơi ủ rũ một chút. Cho nên hôm nay ngày đầu năm mới mình sẽ thay cho tiếng pháo bằng cách hát rap. Wow, một tràng pháo tay cho thầy giáo Gen X Nguyễn Thái Dương. Bài hát rap như sau. Có thể thầy với lại Loan có thể vỗ tay theo cái nhịp được không? Vỗ tay cũng được, búng tay cũng được. Yo, em bảo thầy ơi, em thấy học tiếng Anh khó quá, cũng học từ lớp cũng chép rồi ghi mì mấy năm trời đó nhá, cũng học bao nơi cũng đóng bao nhiêu tiền bạc, bà nào có khá. Người yêu của em thấy em cùi bắp tiếng Anh thế là nó đá, tới thì nếu vậy, nghe thầy nếu mà chẳng có thời gian thì lên YouTube mà nghe thầy hát, em đừng ở đó ngồi than. Mỗi ngày một chút vừa học vừa chơi nhắm đi nhắm lại lời ca, thầy chỉ mong sau một chút công sức sẽ làm thắm mãi đời ta, Wow, xin được cảm ơn những tiếng pháo rất là dễ thương của thầy giáo Nguyễn Thái Dương ngày hôm nay đã mang đến cho chương trình một không khí rất là rộn ràng và rất là Tết. Và trước khi khép lại chương trình ngày hôm nay thì bên cạnh món quà là một bài hát rap rất là dễ thương vừa rồi thì anh có đôi lời nhắn gửi đến với quý vị khán giả ngày hôm nay. Nhân dịp đầu năm thì xin chúc tất cả các bạn một cái câu chúc mà mình rất là thích, đó chính là an, khang và thịnh vượng. Một câu chúc mà có được ba cái ý trong đó luôn là bình an, sức khỏe và tiền tài. Và Hồng Loan cảm ơn một lần nữa anh Thái Dương đã đến tham gia chương trình cũng như là thầy Hồng Kỳ vẫn luôn đồng hành với chương trình trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả, chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu về con giáp thứ 7 trong số 12 con giáp là tuổi Ngọ. Hồng Loan hy vọng vào năm mới quý vị sẽ luôn luôn bình an, thật nhiều sức khỏe và thành công. Và Hồng Loan xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những số tiếp theo của chương trình 12 con giáp. Muốn biết thông tin tham khảo về niên vận của bản thân năm 2022 và xem ngày tốt lành trong năm Nhâm Dần, quý vị có thể sử dụng ứng dụng Vạn Sự Kỳ Thư để tra cứu hoàn toàn miễn phí.